Trên Minh Châu xin trân trọng kính mời quý khách chiêm ngưỡng của tranh Tứ Quý được chúng tôi làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi và được chọn vân. Ở đây cả 4 tấm chúng tôi xẻ ra ở một cục nên là màu rất giống nhau và vân gỗ giống nhau. Tức là cái sắc vân thì giống nhau, cái đường cuộn của nó thì khác nhau bởi vì nó ở khúc trên khúc dưới. Đây đầu tiên là cây mai đấy ạ. Quý vị nhìn những cái vân của nó cuộn sóng như là những cái con sóng ở dưới sông vậy. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Tiếp theo là đến cây trúc đấy. Đường vân uốn lượn tuyệt vời luôn, quá đẹp. Đây cái màu này nó chuẩn, màu nó hơi đỏ đỏ hồng hồng nhé, màu rất đẹp. Đây là gỗ tự nhiên nhé. Đây là chúng tôi đang để mộc, gỗ chúng tôi tranh hàng chúng tôi vẫn đang để mộc, chưa hoàn thiện. Vân cực kỳ đẹp luôn. Quá tuyệt vời cả bốn cây. Cả bốn tấm vân đều đẹp cuồn cuộn và đục rất kênh mông sắc nét. Bộ tranh này chúng tôi cũng là tuyển chọn là trong hơn 10 bộ chúng tôi vừa sản xuất đầu năm nay. Và giá của chúng tôi đang bán cái bộ này là 20 triệu. Còn nếu quý khách mà muốn rẻ hơn thì chúng tôi sẽ chọn cho cái bộ không có vân như này, hoặc là có thể có một vài chỗ là sâu xia cũng kém hơn. Còn bộ này là tuyển chọn của tôi. Gần đây là chúng tôi sẽ nâng tầm thương hiệu lên, là chúng tôi chỉ quảng cáo những cái bộ tuyển chọn thôi, còn các bộ bình thường quý khách yêu cầu chúng tôi sẽ gửi Zalo hoặc Facebook Messenger cho quý khách để quý khách xem từng bộ. Còn những cái bộ mà chúng tôi đăng quảng cáo lên như này là chúng tôi chọn bộ đẹp nhất, và quý khách nào ưng bộ này thì chốt luôn, comment ngay ở bên dưới hoặc có thể là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chốt hàng. Số điện thoại của chúng tôi là 0975 940 966. Quý khách có thể vào kết bạn Viber, Facebook và Zalo. Và địa chỉ của sự sản xuất của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Chúng tôi xin quay xa một lần nữa cho quý khách ngắm tổng thể. Đây, tôi giữ ở cái khung hình này là cái màu của nó giống với tự nhiên, giống ở ngoài thật, màu cực kỳ đẹp, hồng hồng đỏ đỏ của gỗ hương đá của Nam Phi, chất gỗ cực kỳ tuyệt vời luôn, đã đẹp lại còn bền, nó không cong vênh, không dập nứt, và riêng nếu muối mọt mà cắn vào thì gãy răng. Kích thước của bộ tranh này là 47 x 1m27, kích thước rất đẹp và phù hợp cho những phòng khách của quý vị có những không gian nó tương đối rộng. 47 ngang 47 mỗi tấm thì gọi mình treo cách nhau ra một chút như thế này thì vào tầm 50, chiếm chỗ của mỗi tấm là 50, 54 là 20, nó rơi vào tầm 2m. 2m là cái số rất là đẹp. Nhiều cái cách để sau những cái bộ bàn ghế, những cái đoàn của những bộ bàn ghế thì nó cũng rơi vào 2m đến 2m2. Thì mình treo có thể cách ra một chút. Đấy, như cái đoàn ghế này, nhiều người treo đằng sau cái đoàn của cái bộ bàn ghế thì nó rất là phù hợp, nó vừa bằng luôn.
chỉ nhắc lại là bộ này chúng tôi bán với giá là 20 triệu. Và địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Chúng tôi còn rất là nhiều hàng hóa khác. Đây chúng tôi đang đầu năm, chúng tôi đang chuẩn bị sửa sang thêm và sẽ bày ra. Đây rất là nhiều hàng chúng tôi đang để gọn vào. Thì địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi là cơ sở sản xuất tận gốc, giá tận gốc. Khách mua buôn mua lẻ xin mời liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966. Chúng tôi nhận ship hàng COD toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.